Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình xem ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2021 Tân Sửu của chương trình xem ngày tốt phong thủy lộc tài. Hôm nay tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch. Thì tháng 10 âm lịch khởi từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 tức ngày dương lịch ấy. Tương ứng với ngày âm lịch là ngày mùng 1 Đinh Tỵ Tháng 10 là tháng thiếu, kiến tại hợi, vị trí những ngày hợi sẽ là trực kiến. Thì như thường lệ, chúng tôi cũng dựa vào những tài liệu xem ngày chuẩn như lịch vạn sự, đồng công, ngọc hạp thông thư và lịch vạn niên để việc lựa chọn ngày tốt được chuẩn chuẩn chỉ nhất giúp quý vị lựa chọn ra những ngày tốt để làm việc cho mình được hành thông thuận lợi thì để chọn được ngày tốt thì bao giờ chúng ta cũng vậy Cần phải loại bỏ ra những ngày xấu Tại vì loại bỏ ra được những ngày xấu Thì làm vào những ngày bình thường đó thì cũng đã là cát rồi Vì gì chúng ta không ngần ngại gì mà Không ngần ngại gì mà mà Loại bỏ những ngày xấu này ra Thì đầu tiên Tháng 10 âm lịch là tháng kỷ hợi Tháng kỷ hợi Thì trong tháng hợi thì những ngày tị là ngày bị nguyệt kiến xung phá vị chi tất cả những ngày tị là ngày nguyệt phá chúng ta không sử dụng Tị hợi xung rồi đâm ra là những ngày nguyệt phá là ngày hợi tao không dùng thứ hai là những ngày tam lương ngày tam nương thì bao gồm ngày mùng 3 ngày mùng 3 là ngày kỷ mùi ngày mùng 7 là ngày quý hợi ngày 13 là ngày Kỳ tị thì chúng ta loại bỏ rồi, Do là bị phạm nguyệt phá. Ngày 18 là ngày giáp tuất. Ngày 22 là ngày Mậu dần. Và ngày 27 là ngày Quý Mùi. Tiếp theo ta loại bỏ ngày Tam Nương thì sẽ gồm ngày trong tháng này, ngày con nước. Tam Nương ta loại bỏ rồi đúng không ạ? Bây giờ ngày con nước, con nước sẽ là ngày 11 và ngày 25. Ngày 11 thì là ngày Đinh Mão. Ngày 25 là ngày Tân Tỵ thì Tân Tỵ là ngày Nguyệt phá, chúng ta đã lại bỏ rồi. Ngày Dương Công kỵ trong tháng 10 âm lịch là ngày 23 thì ngày 23 là ngày Kỷ Mão. Như vậy những ngày Mão chúng ta đều lại bỏ không dùng được. Ngày sát chủ trong tháng 10 sát chủ thì là những ngày dậu ngày dậu bao gồm ba ngày tân dậu ngày mùng 5, quý dậu ngày 17 và ất dậu là ngày 29. Ba ngày này phạm ngày sát chủ chúng ta bỏ. Tiếp theo là ngày thụ tử. Thụ tử trong tháng này là ngày thân bao gồm mùng 4 canh thân, ngày 16 là ngày nhâm thân và ngày 28 là ngày giáp thân. Bị phạm vào ngày thụ tử chúng ta không dùng những ngày thân. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày bính tý và ngày nhâm tý. Bính tý là ngày 20, thiên địa chuyển sát chúng ta không dùng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tài liệu đồng công để chọn ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch. Thì do tháng 10 âm lịch thì đồng công có nói này. Tháng 10 là lập đông và tiểu tuyết. Trước lập đông một ngày là tứ tuyệt. Sau lập đông tam sát tại Tây các phương là thân dậu tuất kỵ tu tạo động thổ tức là những nhà nào tọa dần hướng thân tọa mão hướng dậu và tọa thìn hướng tuất thì chúng ta không tu tạo động thổ <laughs> bây giờ ta xét ngày hợi thì đồng công có nói ngày hợi là trực kiến bất lợi về khởi tạo khai trương giá thú nhập trạch xuất hành an táng Dùng ngày này sẽ rước họa quan tư, tổn gia trưởng. Còn ngày Ất Hợi là ngày 19 thì cũng chỉ dùng làm việc nhỏ. Bài kiến ạ, bài kiến hợi tháng 10 không hợp. Tức là ngày Ất Hợi là ngày 19 thì chỉ có thể là dùng việc nhỏ, được thứ cát. Ngày 19 Ất Hợi đúng không ạ? Ất Hợi thì dùng được thứ cát. <laughs> Tiếp đến là ngày Tý ngày tý tuy có ngũ hành vượng tướng nhưng mà thu đông giao thời bắt đầu cho nên là cái cái hung hiểm của chuyển sát Đấy, cái hung hiểm của chuyển sát ngạn ngữ có câu chuyển sát nhi thương vị khả khinh tức là chuyển sát rồi đến thương đau thương tổn không thể xem nhẹ được dùng ngày giáp tý có thiên xá thì không sợ bị chuyển sát tức là ngày mùng 8 giáp tý thì là dùng được không bị thiên địa chuyển sát Tiếp đến là ngày xỉu Ngày xỉu trực mãn có thiên phú, thiên thành và thiên tặc Ngày xỉu có hai ngày, 19 là ngày ất xỉu Và 21 là ngày đinh xỉu Thì ngày đinh xỉu mùng 9 ấy À ngày 21, đinh xỉu ngày 21 Thì bị sắp tập nhập trung cung Nên không lợi về việc gì Đinh xỉu xấu ta bỏ Còn ngày Ất Xỉu, Đây thì Đồng Công có nói là Ngày Xỉu là ngũ hành vô khí Lại còn phạm cái hung do Nguyệt Yểm và Thiên tặc, Thì năm ra mùng 9 ta cũng không dùng nốt Tiếp đến ngày dần Ngày dần trực bình Thì có Thiên Phú, Thiên Thành Có Đáo Châu Tinh Tức là đến việc quan rồi lại tan Rồi sau lại tan Duy có ngày giáp dần thì là được thượng cát nhưng mà ngày giáp dần trong tháng 10 âm lịch không có. Ngày canh dần nhâm dần thì được thứ cát. Cũng không có. Còn các ngày dần khác là ngày mùng 10 bính dần và ngày 22 mậu dần thì là đều là ngày xấu, vị chi ngày dần ta không dùng được. Ngày mão thì ngày ất mão, ngày mão là trực định có hai ngày là 11 và ngày 23. Ngày 11 là ngày con nước ta lại loại bỏ rồi, Ngày 23 lại là ngày Dương Công Kỵ Cũng Đồng Công cũng có nói Ngày Tân Mão, Ất Mão, kỷ Mão kỷ Mão thì nên động thổ hưng công Dựng cột các đoàn rông Giá thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương Mọi việc dùng thì là được Các cắt tinh đồng chiếu Thì ngày 23 Ngày 23 quý vị lưu ý nhé Ngày 23 Thì Đồng Công nói tốt Nhưng mà quý vị cũng cần cần phải xem xét Tại vì nó phạm vào dương công kỵ Nếu mà quý vị lựa chọn được những giờ hoàng đạo giờ tốt để mình làm thì cũng ok cũng làm được còn ngày đinh mão thì đồng công có nói thì cũng là ngày thứ cát nếu quý vị mà không kiêng con nước hoặc là dương công kỵ thì có thể làm vào hai ngày này nhưng mà theo tôi thì bỏ đi thì là tốt hơn ngày tiếp đến là ngày thìn ngày thìn trực chấp thì đồng công có nói là các ngày thìn đều không có lợi. Mậu thìn thì sát tập nhập trung cung, tức là ngày 12 sát tập nhập trung cung bỏ. Còn các ngày thìn khác thì cũng là đại hung, ngày 24 là canh thìn cũng không dùng được. Thì chúng ta cũng lại bỏ ngày thìn. Ngày tị do nguyệt phá, nguyệt kiến xung phá, nên ra ta loại bỏ rồi. Bây giờ ta xét tiếp theo đến ngày ngọ. Ngày ngọ thì có 3 ngày, mùng 2 mậu ngọ, 14 canh ngọ và ngày 26 là ngày nhâm ngọ. Thì ngày ngọ thì có Huỳnh Sa ngày giáp ngọ thì có Thiên Đức Nguyệt Đức dung Ngân Khổ Lâu là, là, rất tốt các ngày ngọ khác thì thứ cát Thế đồng công nói ba ngày ngọ là Mậu Ngọ này Canh Ngọ và Nhâm Ngọ là ngày thứ cát thì có thể dùng vào việc nhỏ được Mậu Ngọ Canh Ngọ là ngày thứ cát <laughs> <laughs> tiếp đến ta xét ngày thân ngày thân là ngày thụ tử thì chúng ta đã loại bỏ từ trước không dùng Ngày dậu thì là ngày sát chủ chúng ta đã loại bỏ rồi. Cuối cùng ta sẽ là ngày tuất. Ngày tuất thì có ngày 18 thì là ngày tam lương. Còn ngày nhâm tuất bây giờ ta dùng đồng công ta xét. Ngày giáp tuất thì có thiện. Đồng công có nói là ngày 18 giáp tuất thì Nguyệt Đức hợp với giá thú khai trương xuất hành nhập trạch nhưng không lợi về việc khởi tạo. Tức là ngày giáp tuất này này chỉ có thể dùng được với việc là hợp với giá thú khai trương xuất hành nhập trạch đấy ba việc đấy thôi còn không hợp về động thổ khởi tạo mai táng di cư ngày bính tuất mậu tuất trăm việc đều không bại tức là ngoài cái ngày 18 này ra 18 lại bị phạm ngày tam đương thì vẫn có thể dùng được vào một số việc còn ngày nhâm tuất thì cũng xấu không nên sử dụng vào việc gì như vậy trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta vừa xét thì có những ngày tốt sau đầu tiên là ngày mùng 2 mậu ngọ Thứ hai là ngày mùng 8 là ngày Giáp Tý Và thứ ba là ngày 14 canh ngọ Tiếp theo là ngày 15 là ngày Tân Mùi Và cuối cùng là ngày 26 ngày Nhâm Ngọ Thì quý vị sẽ sử dụng những ngày tốt này để làm mọi việc cho nó được thuận lợi hay không như vậy là tôi và vừa cùng quý vị và các bạn là đi tìm những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch thì trong tháng 10 có 5 ngày tốt như tôi vừa trình bày thì quý vị quý vị có thể là sử dụng 5 ngày tốt này để làm mọi việc mọi việc những cần lưu ý những ngày gấp thì có thể dùng vào ngày kỷ mão ngày đinh mão hoặc là ngày giáp tuất ngày nhận, giáp tuất đấy những ngày đấy thì có thể dùng được nhưng mà quý vị cần lưu ý thì nó phạm vào ngày tam lương hoặc là dương công kỵ hoặc là thiên địa chuyển sát hoặc là những cái ngày mà 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 tôi đã loại bỏ đấy thì trong quá trình làm về ngày tốt thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến về đóng góp để cho chương trình được hoàn thiện hơn thì quý vị đừng ngần ngại hãy cứ comment ý kiến của mình vào ô bình luận ở bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp đến chương trình thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cái tài liệu để lựa chọn ngày tốt được được, được chuẩn nhất cũng như là 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 sẽ giúp quý vị lựa chọn ra cho mình những ngày tốt. Đây chỉ là những ngày tốt dùng chung cho mọi việc đó. Nếu quý vị muốn có những ngày tốt cho chính mình thì hãy liên hệ trực tiếp với hotline của thầy Gia Cát. Thì đội ngũ của chúng tôi sẽ hỗ trợ và giúp đỡ quý vị tìm cho mình những ngày cát để có thể làm mọi việc hanh thông. Thì chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình từ đầu đến giờ. Quý vị theo dõi đến đây cũng đã là rất là quý rất là tốt rồi. Thì trong quá trình làm uh, chương trình thì quý vị có gì sai sót thì quý vị hãy góp ý và đóng góp giúp chúng tôi được hoàn thiện hơn quý vị đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất về video của phong thủy lộc tài cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hãy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo